bác thân mến, đây là đơn hàng này là bác lấy một đôi và bên trung tâm chuyển giao con giống gia cầm của chúng tôi là con đà điểu là đang làm thủ tục là chuẩn bị đón xe khách để gửi xuống trung tâm thành phố Hà Nội bến xe Mỹ Đình và chuyển đi miền Trung. Thì chia sẻ clip này để cho các bác biết là bên chúng tôi là chuyên chuyển với số lượng là một vài con, 10 con, mười mấy con cũng được. Thì trước khi chuyển thì các bạn thấy là đây là chú đà điểu này là nó đã khỏe mạnh và ok. Đấy. Hai chú này rất là khỏe mạnh, kiểm tra chân cẳng không vấn đề gì. Đấy. Đứng rất là chắc chắn. Đấy. 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 Mỏ đầu mắt không vấn đề gì, khỏe mạnh. Đấy. Thì các bác thấy là hiện bây giờ thì tôi đang đứng ở gần đường và khách hàng của chúng tôi là như là người nhận là anh Cường, số điện thoại là 0168 630 5309. Anh Cường có cung cấp thông tin địa chỉ cho chúng tôi là ngã ba Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, đi quốc lộ 1A đấy. Thì giờ thông báo với anh Cường là chiều nay là ngày mùng 2 tháng 6 là tôi bắt đầu chuyển, thì sáng mai là anh sẽ nhận được trong ngày mai. Thì nếu mà các bạn ở khu vực miền Nam thì sẽ lâu hơn một chút nữa. Thì các bạn thân mến là ở cái đây là trung tâm chuyển giao con giống gia cầm. Đấy, các bạn có thể liên hệ là 0163 530 5982, cổng trại đà điểu. Đó, đây là bộ phận văn phòng và bộ phận thì các bạn sẽ đọc những cái một số lưu ý bà con và các bác chăn nuôi lúc dưới 10 kg. Ở dưới này là có mấy tờ giấy thì tôi sẽ in ra và sẽ để lại cái đường liên kết lên trang mạng về con giống, thì các bạn có thể đọc trực tiếp bằng văn bản hoặc xem ở trên video. Đấy, địa chỉ của chúng tôi là thuộc gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, nơi cung cấp con đà điểu giống. Đó. Thì các bác thấy là tôi sẽ làm thủ tục tôi đóng để tôi chuyển hai con đà điểu này là một cặp. Đó. Cặp trống mái để cho các bác nuôi. Đó. Quy trình thì tôi đảm bảo là chuyển từ đây vào đến thành phố Quy Nhơn, Bình Định là rất là khỏe mạnh. Đấy, tôi khoét những cái ô thoáng, dùng bằng cái thùng xốp, dùng cái thùng xốp này để cho nó êm. Và nếu nó có ẩm ướt ra đây thì nhà xe họ sẽ không kêu là mất vệ sinh. Hai nữa là nó không bị hại cái bộ chân móng. Đấy. Mỗi một chú đà điểu này nó sẽ có những cái mã số ở đây. Đó. Các bạn về nuôi các bạn có thể gỡ bỏ được. Cái mã số của nó là như vậy. Tôi xin nhắc lại là số điện thoại để các bạn đặt mua đà điểu qua mạng là 0163 530 5982. Đó, và các bạn có thể chuyển tiền đặt cọc hoặc chuyển tiền tất. Cái trường hợp này thì các bạn đã chuyển tiền đầy đủ cho chúng tôi. Đó, và chúng tôi sẽ chuyển. Địa chỉ thì chúng tôi ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi ekip của chúng tôi là chúng tôi chuyển từ Ba Vì về đến Mỹ Đình và từ Mỹ Đình chuyển đi các tỉnh phía Bắc, phía Trung, phía Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới.